Minh Tranh TV xin chào các bạn. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Trời xanh, mây trắng nắng vàng và ngút ngàn rừng xanh, đồng lúa, vườn mía xanh rì một màu, sông xanh biếc. Đặc biệt nữa là xen vào đó là các gành thác trắng xóa. Hoàng hôn đang xuống trên bản Sầm. Chúng ta có thể nhìn thấy xa xa tít mờ kia là dãy núi mờ trong sương buổi chiều. Và một dải dòng sông xanh ngắt. Trước mặt chúng ta là những ruộng lúa, ruộng màu của người nông dân. Vẫn là những cánh rừng, những quả đồi, những cánh rừng, rừng cây xanh thẳm. Người dân không hề phá rừng, giữ rừng thì mới có nước. Chỉ là những cái đám giấy thì người ta mới khai phá, trồng trọt,